Chào mừng quý vị cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Nêu Mười TV. Trăm năm trong cõi người ta yêu chung là đã dạy ba bốn đường. Cấy cài, chung ruộng, chung nương, đến khi thu hoạch biết đường nào chia. Khổ thai cái kiếp ra rìa, bao công chăm sóc bên kia họ xài. Thôn đông ngồi nhớ thôn đòi, thôn đòi liệu có đối hoài thôn đông. Mặt ai ra ngóng vào trong, ai kia chắc đã thỉ chung mặn mà ta về muốn tắm ao ta nhưng mà ngặt nổi ao nhà rất đông khuyên ai đừng có ngóng trong tiễn đưa con sáo sang sông cho rồi tiễn xong ta hết bồi hồi hết trong hết ngóng hết ngồi tương tư bây giờ thời đại phi thường quý vị ơi. buồn quá quý vị nêu mời vừa vô cái là nêu mời cười nh nhịn không nổi quý vị thật sự bây giờ hôm nay nêu không biết sao kể quý vị nghe câu chuyện này cười té ghế luôn quý vị ơi bây giờ ngày hôm nay á, là cái anh này anh tin là anh cương nhưng mà có điều á ảnh lại xèo quý vị ảnh tin cương nhưng mà ảnh xèo lắm thì cái câu chuyện của ảnh nó như thế nào nên mời kể quý vị nghe bây giờ đường tình vất giả trăm bề bây giờ gặp em thì anh thấy ê hề ê hề đúng không thì anh anh cương này á là ảnh là cương xìu đi bây giờ mình kêu là anh cương xìu tại vì ảnh cương trước mà anh xìu sau quý vị ơi thì cái anh cương xìu này á ảnh nói là bây giờ tôi đau lòng lắm Tôi thở đời nay á, con nhỏ bồ của tôi cũng là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm mà tôi quen 3 năm 9 tháng không? Chia tay thì dũng dẫn dùng dằn nhưng mà sau lưng á, thì đã có đằng đằng kia không? Xong rồi là nhắn tin á, một ngày nọ nhắn tin anh ơi em đi lấy chồng anh nhớ dự nha đám cưới của em ngày rằm tháng 7 anh ơi. Quý vị thấy không? Đám cưới là phải lựa ngày rằm tháng 7 nó mới đẹp ngày. Hiện tại thì anh Cương Xèo Anh đã sống ở bên Mỹ rồi Và câu chuyện của anh tâm sự cuộc đời của tôi Giống như một cuộn phim Nhưng có điều là cuộn phim này Nó bị hơi bị nó bị tèm nhem tèm nhem quý vị ơi anh Cương Xèo quê ở Vĩnh Long phải không? Sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ không có hạnh phúc Mà anh Cương Xèo là anh con trai một nha quý vị Thì anh mới nói nhà thì cũng thuộc dạng không có đến nỗi nghèo ba mẹ cũng thuộc dạng khá ba ảnh là ảnh nói là ba ảnh đi làm nghề buôn bán gì ảnh không có nói gõ nghề thì thôi người ta nói sao nếu bữa biết vậy nha ảnh nói ba ảnh làm nghề buôn bán mẹ ảnh cũng buôn bán nhưng mà hai người là buôn bán hai cái cơ hai cái công việc nó khác nhau ảnh chỉ nói vậy thôi quý vị nha thì nói đầu ngay là gia đình nó kinh tế khá giả lắm mà tại vì có một mình ảnh là con trai nữa thì không đến nỗi mà nghèo khó gì thì do là sinh anh cương xiều ra xong gia đình ba mẹ lục đục hoài cho nên là má ảnh đi thắt ống những trứng luôn không có đẻ nữa nha cái này là theo nêu mười thiết nghĩ vậy đẻ khỏi đẻ nữa đi bây giờ gia đình đâu hạnh phúc đẻ làm chi nữa không thì à, sau đó ảnh mới nói là tôi lũi thủi từ nhỏ luôn từ nhỏ tới lớn lũi thủi lũi thủi đâu có anh chị em gì đâu mà tâm sự bọc bạch với nhau thì à, chỉ có gì chỉ có cha mẹ ở bên cạnh thôi mà cha mẹ hụt hạt hoài cũng không có tâm sự được với bà mẹ ông cha nữa chỉ có đi ra bên ngoài á, là gặp mấy đứa bên, bên con nít ở sớm nhưng mà gọi là con nít rồi thì nó đâu có biết gì đâu mà tâm sự thì à, anh cương xỉu mới nói tuổi thơ của tôi là thiệt sự rất là cô đơn học xong hết đó, cái lớp 12 á thì anh cương xèo này ảnh mới đi lên sài gòn công việc đầu tiên của ảnh đi đi ra ngoài đời đi kiếm tiền năm 18 tuổi anh bước chân vào đời á là anh cương xèo lên sài gòn đi làm công nhân cho cái nhà máy sữa quý vị và khi mà ảnh lên trên đây á thì ảnh làm trong công nhân ở đó thì khi mà vô á phỏng vấn xin làm thì ảnh cũng nói là tôi là người dưới tỉnh lên trên đây tôi vĩnh long thành ra là bây giờ nếu mà lần đầu tiên lên sài gòn rồi đi xin việc làm luôn tôi không biết phòng trọ đâu giá nó rẻ hay này như nãy kia thì ở bên chỗ chỗ mà hãng xưởng này nè chỗ nhà máy sửa này nè người ta mới kiểu như là thấy cái hoàn cảnh là ở tỉnh đó thì ở đây người ta cũng hỗ trợ người ta cũng nói ở đây thì cũng có trang bị giải phòng trọ giống như là để cho công nhân thuê phòng trọ công nhân á giải phòng trọ công nhân á thì nếu mà cậu thuê 1 tháng tôi lấy cậu 700 trăm ngàn thôi là 700 trăm ngàn này sẽ cấn trừ vô trong cái tiền lương hàng tháng á người ta sẽ trừ ra cái đó gọi là phí hỗ trợ nhà trọ cho cho công nhân mà đi làm ở đây á thì cái đó gọi là một mỗi bên chịu một phần không thí dụ giờ phòng trọ đó thuê tháng là một triệu tư đi thì mỗi bên chịu 50 50 nếu như mà mình là nhân viên mà ký hợp đồng lâu dài cho nhà máy mình làm cho nhà máy á, thì nhà máy nó sẽ hỗ trợ cái chi phí ở, ở cho mình á, là mỗi tháng nó hỗ trợ tiền nhà nhà trọ cho mình là 50 phần trăm có một số nơi á, là nó hỗ trợ cho mình 70 hoặc là 100 phần trăm tiền tiền nhà trọ luôn quý vị nhưng mà cái này nó tùy theo cái chính sách của mỗi nơi mỗi khác á. thì cái chỗ nhà máy sửa của anh cương xìu anh mới nói lúc đó người người ta hỗ trợ tôi 700 ngàn tiền phòng trọ mỗi tháng và giờ trang bị cái chỗ ở cho tôi còn mà ăn uống thì tôi tự xử chứ thì sau khi mà lên sài gòn thành công bước đường đầu đó là tìm được công ăn việc làm và chỗ ở rồi ban đêm buồn buồn đi làm nhà máy làm công nhân mà buồn buồn chán chán tối ở nhà làm gì bây giờ buồn không lẽ bắt dán ra chơi không nên anh cương Xịu thấy vậy ảnh lên trên mạng xã hội ảnh đi tìm bạn bốn phương thì bây giờ lên trên đó gì ban đêm mới chắc chít tìm thì mới gặp được cái em này cô em này là sinh viên đang học đại học ở thủ dầu một năm đó là năm thứ nhất rồi mới vô năm đầu thôi đang học đại học ở dưới thủ dầu một là ở dưới bình dương á thì em gái này tên là nga quý vị nha em nga ơi em có phải ở bên phái nga my không tại sao em đối xử với anh cương xìu như vậy không thì bây giờ là em nga này là em học đại học ở dưới thủ dầu một bình dương lúc đó em đang là sinh viên năm nhất phải ông cũng buồn buồn chán chán lên trên internet bắt đầu tìm bạn bốn phương mới gặp được anh cương xìu ở trên đó thì khi mà hai người gọi, gọi là yêu online đúng không yêu online chắc chít đồ này kia gọi điện đồ này kia đó nấu cháo điện thoại đồ thì là lúc này á là hai người đã trở thành người yêu người đương với nhau thì thấm thoát sau khi mà cái mối tình của hai người yêu mà yêu online yêu xa nè một người thì ở sài gòn một người một người thì ở dưới bình dương thì hai người yêu sao yêu xa nhau vậy được một năm thì cái nhà máy sữa cái nhà máy sữa mà chỗ anh cương xìu làm nè nó mới chuyển về ở giờ nó chuyển về khu vực khác quý vị thì khi mà nó chuyển khu vực khác á, thì nó mới cắt giảm một số lượng nhân sự mà ở trong công công xưởng thì lúc này là coi như là anh cư xìu ảnh bị liệt kê vào danh sách bị cắt giảm nhân sự đi cho nên ảnh nghỉ việc làm thì khi mà sau khi mà ảnh nghỉ việc ở bên nhà máy sữa này rồi thì phòng trọ anh cũng trả lợi luôn lúc này thì ảnh mới quyết định là lên trên mạng đi xin công việc làm à, dòng vòng ở dưới bình dương để có gì là chuyển về bình dương sống luôn ở dưới đó đi làm ở dưới đó sẵn tiện là gần ở bên em người yêu của tôi em nga của phái nga mi không thì bây giờ là anh cương xìu ảnh mới bắt đầu lên trên mạng tìm thì tìm được công việc và bắt đầu ảnh chuyển về bình dương và anh ở chung với lại em nga mi đúng không hai người là ở chung mới yêu nhau có một năm thôi em nga mới lên đại học năm hai thôi hai người đã ở chung sống thử rồi quý vị thấy quan hỷ ghê chưa thì trong lúc này quý vị sau khi mà anh cương xìu ảnh bỏ xứ ảnh đi lên sài gòn và bây giờ ra bình dương lập nghiệp thì bây giờ ba mẹ giả dưới quê một ngày là chịu đấm ăn xôi bà má bà chịu đấm rồi ông chồng thì ông ăn xôi thì bây giờ là ăn xôi nhập mặt và chịu đấm rồi là cũng mà coi như là sưng mặt sưng mày á thì hai vợ chồng ở dưới quyết định ly hôn anh cương xìu á nghe tin á là má gọi điện má khóc trong điện thoại nói thôi tao ở với thằng cha mày tao ở hết nổi rồi con ơi thôi má từ giờ á là má với ba là ly hôn nha bây giờ mày lớn rồi mày hiểu chuyện rồi thôi cho mẹ được có cuộc đời riêng của mẹ thấy không thì anh cương xìu anh ảnh thấy á, là mặt mày mẹ anh bị bầm đen bầm đỏ không bây giờ con nhỏ nó nhìn nó không có mừng nó nhìn thấy nó buồn lắm cho nên là ảnh mới bắt đầu á, là nói với lại em nghe thôi em ở đây đi anh về nhà anh coi bà mẹ già của anh sao thì anh cương Xìu anh mới bắt đầu là lái xe máy nha lái chiếc rim lùng từ dưới bình dương lái về dưới vĩnh long để coi bà mẹ già mặt bầm mũi, mũi sưng này nhiều coi làm sao không thì về tới dưới đó đó là coi như là ông ba ổng đã dứt áo ra đi rồi vợ chồng ly hôn rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay xong là ông chồng bỏ ông đi ổng sợ công ông ăn phường hốt ổng xuống dưới là uống nước trà giết kiểm điểm từng trình đó không thì sau khi mà ba mẹ ly hôn cái vụ sau cái chiến đó đó ly hôn xong xuôi rồi thì má của anh Cương Cương Xìu nè Mới nói với ảnh là thôi má bây giờ đi làm ăn xa Má bây giờ má đi làm ăn xa Má đi xuống dưới hướng Campuchia Má đi uh, buông uh, dầu gió xanh con ó Bây giờ thôi con ở trên đây nè Con tự lo cho con đi Rồi bây giờ con lớn rồi Má đẻ con ra 9 tháng 10 ngày Nuôi con được tới ngày hôm nay cuộc đời còn lại má để giao cho con thỉnh thoảng nào má mà đi bán dầu gió xanh ngon ó mà má có tiền với lại má về mà mà lành tay là khỏe chân thì má thăm con còn không mà bại sụi đụi thì má cũng không có muốn làm khổ con chi thấy không bây giờ đi qua cửa khẩu làm ăn rồi là cũng sợ quý vị thì sau khi là sau cái lần đó xong là bây giờ anh cương xiều trở thành như là một cái người mồ côi bởi vì sao bây giờ má thì bỏ mình đi làm ăn xa biệt tâm biệt tích Ba thì bây giờ nghe đâu là sau khi ly hôn má xong thì ba mình cũng đã có người đàn bà khác và hai người kết với nhau làm vợ làm chồng. Thì khi mà anh Cương Siêu bây giờ đau lòng lắm. Tại sao mà mình mình sinh ra trong gia đình mà ba má mình gọi là như vậy không? Mình thiệt thòi như vậy rồi xong rồi mình không có anh chị em nữa. Bây giờ người duy nhất bên cạnh mình đó là em nga trong phái nga mi thôi. Bây giờ là chỉ có có một mình là em nga là bên cạnh mình làm có thể chia sẻ được thôi. Cho nên là anh Cương Xìu anh mới thấy là khi mà lúc đó đó nha Anh ở bên em anh thấy anh được sống là chính anh Còn mà khi mà anh xa em anh cảm thấy anh là thằng nào không phải là anh Thì khoảng thời gian mà mới vô sống thử nó vui lắm quý vị Bây giờ anh Cương Xìu mới nói tôi không thấy cô đơn Tại vì thật ra lúc đó lẽ ra là buồn cô đơn lắm Nhưng mà bây giờ là tôi với em ở nhau như vợ chồng Bây giờ tôi là ban ngày đi làm em thì đi học chiều to chiều á tới chừng mà tôi tan làm tôi về nhà đó thì tôi nấu cơm xong tôi đợi em á đi học xong tan về là em về ăn cơm chung với tôi cuộc sống nó rất là như vậy em ả trôi qua đúng không thì một thời gian má của em nga biết chuyện là tôi với em nga cặp nhau đúng không yêu nhau thì anh anh cương xịu mới nói hồi lúc đầu á nghe tin là má của em nga biết á ảnh định là gom ghế bỏ chạy tại vì lúc mà yêu em nga đó lúc đầu á có nghe em nga kể em nga nói ở nhà em có bà chị bà chị em á bà cũng dẫn cái ông bồ về nhà ra mắt gia đình mà má em không đồng ý xong rồi má em còn cầm cái ghế mũ á cái ghế mũ nhựa mà bà đang ngồi chùm hởm á nha bà đang ngồi bằng cái ghế mũ nhựa chùm hởm đó bà cầm cái ghế mũ nhựa đó bà quánh luôn cái ông bồ của chị em không thì em nghe trong phán nga HM mi này cũng thiệt tình đi kể vậy thì bây giờ là tự nhiên một ngày đẹp trời hai người đang ở rất là hạnh phúc thì anh cương xìu nghe em nghe nói à anh ơi Ờ, anh khoan hả ăn cơm chứ em nói câu này nghe xong cái anh nghẹn họng anh anh ăn không nổi à bây giờ bà má em biết hai mình quen nhau rồi hôm nay má em, em điện má em nói mày coi chừng tao á tao ở dưới quê tao bắt xe ngày mai tao lên sớm à tao lên để mà tao chứng kiến cái cảnh hai đứa bay dùng dằn dúng vắng ở chung một nhà để mà làm chi để tao coi cái thằng này nó làm sao mà nó dụ con gái tao phải không thì em nghe là biết sợ là nói anh cương xìu nghe là anh nghe xong á là anh nghẹn họng ăn không được không nên thôi anh anh hãy khoan lùa đũa cơm nào để em nói anh nghe xong cái đã nghe xong bỏ cơm thiệt luôn quý vị thì anh cương xìu mới nói đêm đó ảnh sợ lắm tại vì sợ không biết là bà má của em Nga ngày mai bà đi lên tới đây rồi bà có cầm theo cái ghế mũ nhựa không không nhưng mà ai ngờ đâu quý vị qua ngày sáng ngày hôm sau thì má của em nghe lên tới đây thì má em nghe đã vui vẻ quan hỷ má em nghe thấy là anh cương xìu mặc dù là ảnh tinh cương mà cho nên là nhìn ảnh rất là cứng rắn đàn ông cao ráo đẹp trai cao một m tám mươi nha quý vị thì coi như là lúc này là má của em nghe là chịu đồng ý bả đồng ý cho mối lương duyên của con gái bả và anh cương xìu nhưng mà bả không biết được thằng này nó tinh cương nhưng mà sau lưng nó có chữ xìu nó dán ngồi sau lưng á mà bả không có biết thấm thoát tình yêu nó trôi qua đến năm thứ ba là lúc này em nga cũng đang học năm ba đại học luôn thì do là má của em nga đồng ý cho hai đứa tiến xa đúng không cho hai đứa yêu nhau tiến xa thì anh cương xỉu mới nói lúc đó ảnh mới nói thủ thủy với em nga hai đứa ở chung mà ảnh mới thủ thủy anh nói em ơi bây giờ thôi để anh tính cái chuyện kết hôn với em luôn được không thì em nga mới nói thôi em không chịu đâu à nha hồi xưa là em đu đeo theo mấy đứa bạn đi coi bói thầy bói á bà nói với em bà nói vậy nè à, nữ nữ nếu như á mà nữ thích trải nghiệm thì nữ á là lấy chồng trước năm 28 tuổi là, là thích trải nghiệm á nha là lấy chồng trước năm 28 tuổi tại vì nếu vậy là sẽ lấy được hai đời chồng thì nếu như mà nữ thích phiêu lưu thích trải nghiệm thì nữ lấy chồng sớm phải không còn nếu như mà nữ thích yên phận á thích chung thủy á thì nữ hãy lấy chồng sau năm 28 tuổi đó từ năm 28 tuổi trở đi thì bây giờ ở trong cái ngữ cảnh này thì nga mới hỏi anh cương xiều một câu vậy bây giờ ai ý anh sao áo anh si anh thích á, là em sẽ chung một thủy hay là em sẽ chung với rất nhiều thủy anh muốn á, là em sẽ là một người vợ thích trải nghiệm hay là một người vợ yên phận thì lúc này khi mà nghe như vậy xong thì dĩ nhiên là anh cương xiều anh mới nói thôi 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 nếu vậy thôi nếu vậy 28 tuổi đi hả cưới em ơi để để khoảng thời gian đó đi để có gì em với chung chung với một mình thủy của anh thôi phải không chung một thủy thôi chứ em đừng có chung hai ba thủy đối với anh á, là khoảnh khắc được ở bên em như thế này là quá là hạnh phúc rồi quý vị thấy chưa bởi vậy lúc mà yêu nói chuyện nó rất là sến em nói cái gì à? nhưng mà tới chừng mà hết yêu rồi thì nói chuyện với nhau là nghe muốn dến quý vị không còn còn yêu nói chuyện nghe sến lắm nhưng mà tới chừng hết yêu rồi nói chuyện là nghe muốn dến nhau không mà quý vị ơi sau đó thì anh Cương Siêu mới kể là trong cái khoảng thời gian năm thứ ba hai người yêu nhau á thì à, em nghe này nè, thường xuyên là hay ghen bóng ghen gió là cứ nói á là anh nó phải xóa đi, anh đừng có liên lạc với con nhỏ nào hết, anh chỉ liên lạc với mình nhỏ này thôi nha, anh đừng có liên lạc lạc với nhỏ nào hết á. Thì bây giờ là ép anh Cương Siêu á là phải xóa tài khoản mạng xã hội, xóa cái này, xóa cái kia, xóa app nọ nói chung là chẳng hết không cho liên lạc với mấy nhỏ con gái hễ mà thấy cái nick của con nhỏ nào mà tên là em đứng đây từ chiều hoặc không á là cái nít là áo em chưa mặc một lần có nghĩa là em ở trần á quý vị là nhỏ là coi như con bồ của anh 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 cương xèo này là là nga nó không cho liền thời đời nay mà anh ép friend với con nhỏ nào mà nó ghi cái câu nó ghi cái nít nè cái nít của nó là nghe muốn ứa rồi áo em chưa mặc một lần nó nghèo đến mức độ mà nó ở trần cả năm phải không thì anh cương xìu anh mới nói mỗi lần mà em cương á thì tôi xèo mỗi lần em cương là tôi xèo tại vì tôi sợ á, cái diễn cảnh của tôi với em nó sẽ giống như ba má tôi hồi xưa lúc tôi còn nhỏ mỗi lần á mà má tôi cương là ba tôi xèo mà bữa nào mà ba tôi cương á là má tôi cũng vẫn cương là xong rồi là sẽ có một cái trận lông trời lợi đất không thành ra là anh cương xèo mới nói lúc đó là tôi nhượng bộ nhượng bộ hết thôi kệ nhượng hết nhưng mà anh cương xèo mới nói là tôi có ngờ đâu đằng trước á, thì em nói tôi á, là tại sao mà anh dung văn dung dẻ với mấy con nhỏ bồ của anh mấy con nhỏ mà nít nem mà áo em chưa mặc một lần để em ở trần quanh năm suốt tháng thấy không nhưng mà thật ra là không đâu ngoài mặt thì vậy đó ghen ghen vậy đó mà sau lưng á là em nghe trong phái nga mi này đã làm một cái chuyện tài đình đó là cái gì sau lưng anh cương á là em Nga này lén lút liên lạc với người yêu cũ và không những vậy còn nhắn tin gọi điện thêm một hai người con trai ở trên mạng xã hội nữa thì anh cương á phát giác ra phải không anh cương xìu phát giác ra rồi bây giờ tôi phải gắng cố gắng tôi gồng lên nha tôi không có xìu được tôi phải cương lên với em bây giờ cái chữ xìu là nó phải trôi đi đâu rồi để còn chữ cương thôi tôi phải đối phó với em bằng một chữ cương thì anh cương anh mới nói vậy nè Bây giờ ngày hôm nay tôi nói cho em nghe Tôi phát hiện ra là em nói chuyện một lần ba thằng Một thằng là người yêu cũ Hai thằng là người người yêu mới trên mạng xã hội của em mấy ông Người tình trong màn đêm thì khi mà anh cương anh đã cố gắng anh cương và anh nói những cái lời như vậy quý vị thì em nghe tự nhiên uh, gục đầu xuống và khóc thúc thích thúc thích thì tự nhiên cái chữ xìu nó, nó kéo lại quý vị hồi nãy là cái chữ cương chữ xìu là tôi bỏ quan bên nghe tôi nhốt cái chữ xìu quan bên rồi nhưng mà bây giờ khi mà thấy em nghe khóc thúc thích gục đầu vừa khóc vừa chùi nước mũi không thì tự nhiên cái chữ xìu nó đi lại còn cái chữ cương nó mất đâu mất tiêu rồi thì anh cương anh cương xìu mới nói lúc đó tôi mới lại tôi dỗ dành em tôi mới nói là thời đời nay em em sai mà tôi phải đi năn nỉ em tôi thấy cái này chắc là chỉ có gì chỉ có một mình tôi trên cuộc đời này tôi làm chuyện này thôi chứ không có cái thằng cương thứ hai nào nó làm chuyện này giống tôi không thì lúc này em nghe mới nói là Mấy anh đó chỉ là bạn bình thường của em mà thôi, chỉ là bạn bè qua đường. Khi không anh chưa hỏi gì em mà anh đã la em rồi. Đúng là má em nói đúng, thân gái dặm trường, một khi lên giường với ai á là sẽ bị coi thường hay không? Thì y chang luôn bây giờ anh coi thường em, anh này kia đó không? Thì bây giờ là trong 36 kế của trư bắt giới thiên bồng nguyên sói không? Là trong đó là cái kế là đầu tiên cao tay, đó là cái kế là mình chơi chiêu phủ đầu trước không? mình chặn đầu người ta mình cúp đầu xe người ta trước đó, đó là một chiêu chiêu thứ hai đó là nước mắt mỹ nữ phải không mà phải mỹ nữ mới được nha chứ nước mắt mà xấu xấu mà là nó không có tác dụng phải là nước mắt mỹ nữ mới được thì bây giờ là coi như là em nga mới chơi hai cái chiêu này cùng lúc gọi là trong mấy cái game á, nó sẽ nói cái này là chơi chơi chiêu là double kill Thấy không là coi như là bây giờ là một một lần mà chúng uh, hai cái mũi tên luôn là bây giờ anh cương ảnh phải trở thành là anh xìu thôi ảnh cuộc đời của anh là đến với nghe là anh chỉ có xìu chứ anh không có cương nổi đâu anh thì sao cái lần đó là coi như xí xái cho qua rồi nha nhưng mà không đâu anh cương xìu ảnh mới kể tôi lại tiếp tục phát hiện em Nga đó thêm hai ba lần như vậy lén lút liên lạc với lại ba cái thằng đó tôi phát hiện nữa Lúc đó tôi chán nản với em quá Tôi thấy tức em quá mà tôi không nói được Nhưng mà bây giờ chia tay thì tôi không đành Tại tôi thương em quá không Thì lúc này chia tay là không chia tay Nhưng mà anh Cương Xìu anh nói với em nghe vậy Anh nói à thôi Bây giờ anh muốn có những giây phút bình yên Bây giờ thôi anh xin nghỉ việc Ở trên Bình Dương thủ dầu một này Anh đi về Vĩnh Long à, anh về dưới quê của anh một phần á, là anh cũng muốn tụi mình có cái khoảng thời gian lắng động để suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta cái thứ hai nữa là em cũng chuẩn bị tốt nghiệp đại học năm thứ tư Thì thôi bây giờ nếu như vậy trong thời gian này sẵn tiện là để cho em tập trung cái chuyện mà em học hành thi cử Rồi sau khi mà nếu như mà trong khoảng thời gian này mà suy nghĩ thấu đáo á nha Là em mà nếu mà với anh mà vẫn tiến đường, đường xa là vợ là chồng á thì lúc đó em hãy về Vĩnh Long tìm lại anh Cương Siều là anh đây không? Cương Siều có 102 lúc đó là anh sẽ đem kiệu qua trước em về vinh phải không thì coi như là anh cương xèo trước khi về dưới vĩnh long á là có thủ thủy thù thì đêm cuối quan hỷ với lại em nga này á là coi như là hai người là đêm đó là bắn pháo bông bùm chéo xong á là anh cương xịu nói anh bị sang chấn tâm lý quá nga ơi nga cho anh về vĩnh long ít bữa còn không á là cho anh về dưới ở chừng nào anh củng cố tinh thần rồi một á là anh lên lại bình dương này anh thăm em thi thoảng anh sẽ lên thăm em còn không á là anh sẽ ở dưới anh cách ly em ra một thời gian rồi tụi mình giống như là cách ly mối tình thấy không bây giờ là cái mối tình của anh cương xiều và em nga được rồi là mối tình cách ly quý vị không thì anh cương xiều mới nói thêm một cái lý do nữa là về vĩnh long để thăm lại mẹ anh mẹ anh sắp đi Mỹ thì lúc này á là anh cương xìu mới lộ ra một thông tin đó là mẹ của ảnh á là cái đợt mà nói là má đi buôn hàng dầu gió xanh con ó ở bên cửa khẩu campuchia bên bên khu vực mà cửa khẩu bên campuchia nè cửa khẩu bên tỉnh biên châu đốc nè nó là bây giờ là mẹ anh á là sau nhiều lần đi làm như vậy mẹ anh đã quen được một cái ông này là người Mỹ ông đi du lịch rồi quen biết nhau làm sao á mà bây giờ ông này ông cưới mẹ anh rồi ổng làm thủ tục giấy tờ bảo lãnh má anh sắp đi qua bên Mỹ với ổng rồi Thành ra là thôi thời gian này anh về với đó gần gũi má anh nữa không cho má anh vui Sẵn tiện là để anh á, chữa cái tâm bệnh của anh luôn thấy không Bây giờ quý vị thấy không anh cương xìu mà anh ở với em Nga My này giết một thời gian anh bị tâm bệnh luôn Thì cái ngày mà anh cương xìu này á là đêm đó vậy xong là qua hôm sau là anh cương xìu này chạy chiếc rim lùng về lại Vĩnh Long Thì à, lúc mà tiễn anh đi á là em Nga có nói với anh cương xìu vậy anh yên tâm đi em tốt nghiệp đại học ở trên đây xong nè nha ở trên thủ dòng một xong em sẽ về vĩnh long em ở với anh luôn em về đó em kiếm công chuyện gì em mần em làm em ở dưới đó em ở dưới đó với anh luôn không thì bây giờ quý vị anh cương xìu trong lòng mặc dù là vẫn còn hờn mát vẫn còn còn bị bệnh tâm lý với em này lắm nhưng mà thương là vẫn thương rất nhiều cho nên anh cương xìu mới kể lúc đó là tôi cũng mừng tôi nghĩ trong bụng rồi thôi nếu như vậy thì thời gian này nếu mà em nói với tôi được câu đó thì chắc là trong lòng của em cũng thương tôi nhiều lắm anh cương xìu mới chạy chiếc rim lùng về lại vĩnh long bắt đầu là về dưới đó ảnh tìm một cái công việc ảnh làm thì anh mới nói uh, lương ở dưới đó nó không có cao ở dưới đó là quê mà sao lương nó cao được nhưng mà được một cái là ăn uống chi tiêu cái tính của ảnh là tiết kiệm cho nên á uh, là anh cũng để dành ra được dư dư thì uh, bây giờ tự nhiên bây giờ khơi khơi thành yêu xa luôn không? một người ở vĩnh long một người thì ở bình dương thủ dầu một thì bây giờ yêu xa như vậy thì cái em nga này em cứ đa nghi hoài em tối ngày á uh, là nhắn tin qua lại em cứ nói uh, là anh á uh, anh ở dưới á anh phải nhớ em anh đừng có quên em nha em nói rồi đó em ở trên đây em học xong tốt nghiệp em về em ở với anh luôn mình về đó mình làm vợ làm chồng đồng sức đồng lòng tác biển đông cũng cạn phải không thì cái anh cương xìu anh mới nói tôi nghe em nói tôi gớt nước mắt ở bên đây nè mà không biết là em bên kia có biết tôi gớt nước mắt không hay là em tưởng tôi gớt nước miếng phải không thì anh cương xìu anh mới mua quà cứ hễ mà canh á dịp lễ gì đặc biệt là bây giờ anh không có lên thủ dầu một thăm em nhưng mà anh vẫn chuyển quà chuyển quà lên trên đó cho em ship quà lên lên, lên trên đó tặng cho em sinh nhật nè ngày lễ nè là em không thiếu một cái quà nào thì anh cương xiều mới nói tôi tức ở cái chỗ là tại sao mà tôi đối xử với em quá là tử tế thấy không tôi đối xử với em rất là gì chu đáo tôi không để cho em thiếu thốn hay là thiệt thòi so với con gái người ta tôi biết là một khi yêu xa đó là em sẽ quạnh quẻ nhiều hơn cho nên là tôi phải bù đắp em thêm bằng những cái món quà thường xuyên tôi mua cho em Thì anh Cương Xịu mới nói là em Nga này nè Là thích mua mỹ phẩm Tự nhiên là khoảng tầm là bước sang cái năm thứ tư yêu nhau á Em Nga này cứ mua mỹ phẩm hoài Mua ba cái đồ make cấp hoài Mà mỗi lần mua đó là em này tự đặt Xong rồi là gom gom lại bắt đầu là nói à Anh ơi em muốn mua mấy em mua mấy cái này anh chuyển tiền trả cho em nha em mua mấy cái mỹ phẩm này để mắt cấp cho đẹp nè đó thì anh cương cương xìu này anh mới nói tôi thương em thì em mua đồ mách cấp cho em mãi không thì làm đẹp cho bồ của mình là cũng ok thì mỗi một lần như vậy em mua đồ mách cấp là cả triệu mấy trăm một triệu năm sáu trăm là bèo nhất không còn không là một triệu một triệu mấy hai triệu tôi chuyển tiền lên cho em cái rụp tôi trả tôi trả hết em muốn mua cái gì tôi trả cho em thì mai sau cái chuyến này ảnh về vĩnh long á bà má của ảnh là bây giờ hốt được cái ông chồng mỹ đó thì má ảnh hồi trước cũng có đi buôn nữa nên là bây giờ má ảnh cũng cho anh cương xìu này á, là một cái sổ tiết kiệm ảnh mới nói là má tôi có cho tôi cái sổ tiết kiệm 200 triệu bà nói với tôi á, là mai mốt á mà tao đi theo uh, ông chồng uh, ông ba sao mày nào qua bên mỹ ở đây á, cái sổ tiết kiệm 200 triệu nếu mà trong tình huống mà mày kẹt quá mày không cần tiền xây sở thì lấy cái tiền ở trong sổ này ra để mà ứng phó để mà xài hiểu không thì lúc này anh cương xìu anh mới nói là bây giờ anh mới lo cho em cái chuyện mà mua mỹ phẩm đó là đối với ảnh là ok hết ảnh em muốn mua gì anh cho cái đó ảnh chi 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 mà anh nói là hầu như em cứ mua mỹ phẩm hoài luôn mua mỹ phẩm mua quần áo mua giày dép túi sách mua hoài và anh cương xìu cứ trả mà tiêu tốn hết gần 50 triệu trong cái sổ tiết kiệm là bây giờ trong cái sổ tiết kiệm bà má cho 200 giờ còn có một trăm rưỡi thôi quý vị anh cương Xìu này anh mới nói là tôi thương em nghe hơn cả bản thân tôi nữa vậy mà tại sao em lại đối xử với tôi như vậy không thì anh anh cư mới nói là cao cao trào là như vậy nè còn khoảng tầm á, là 5 tuần nữa là tới sinh nhật của em nga thì bây giờ là tôi ở dưới vĩnh long á tôi biết chứ tôi biết ngày sinh nhật của người tôi yêu tôi biết tôi đếm từng ngày từng giờ luôn tôi biết còn 5 tuần nữa sinh nhật của em cho nên là tôi cũng chuẩn bị cái này cái kia thì tôi thấy là thôi Năm sinh nhật của em tôi phải định đó nha là tôi sẽ lên trên bình dương tôi tôi thăm em tôi lên trên đó đột ngột để mà tạo bất ngờ cho em vậy mà trong cái thời gian chờ tới cái ngày sinh nhật á thì em nga này bắt đầu kiếm nhiều những cái chuyện vô lý rồi bắt đầu là cãi lộn với anh cương xèo Ờ, cãi lộn cãi lộn rồi anh anh cương anh cũng nói thôi tôi cũng nhịn tại vì cũng sắp tới sinh nhật của em rồi thôi cũng tôi cũng gắng nhịn quan hỷ quan hỷ không nhưng mà em nói chuyện nhiều cái khó nghe em chửi cha mắng mẹ tôi em nói nặng nói nhẹ lắm thì anh cương xỉu mới nói bữa hôm đó tôi tức quá tôi mới chửi lại em thì đôi bên chủ qua chửi lại xong em chặn tin nhắn em chặn cuộc gọi tôi luôn em không thèm nghe gì luôn rồi em á, nói với tôi là đòi chia tay tôi luôn thì sau khi mà liên lạc cho em nghe hoài không được anh cương xỉu mới nói lúc đó nước mắt của tôi á rơi lợp đợp lợp đợp vậy nè em đâu có thấy cái cảnh mà tôi với vĩnh long mà em nói cái câu là tôi muốn chia tay anh mà nước mắt của anh cương chảy lợp đợp quý vị anh mới nói ban ngày đi làm tối tới tôi uống 15-16 lon bia có bữa đó nha có bữa tôi uống 1-2 chai rượu chuối hộp nếu mà bữa nào tôi không uống 15 16 lon bia hết tiền rồi một lon là tới 15 16 ngàn lon lận mà một ngày mà uống một một, một, một đêm mà uống 15 16 lon là cũng tiêu tốn mấy trăm ngàn thì nếu như bữa nào mà tôi muốn tiết kiệm thì tôi không uống 15 16 lon bia đó thì bữa đó tôi uống một hai chai rượu chuối hộp để làm chi để tôi về trong cái trạng thái là bế xế để tôi ngủ luôn tôi khỏi cần nghĩ tới em nga nhưng mà không đâu quý vị ơi đâu đó đúng 10 ngày sau thì em nghe này mới không có chặn nữa mở chặn kết bạn không là bây giờ là nói chuyện lại em nghe chủ động nói lại anh ơi em nhớ anh cương xìu của em quá anh cương xìu độc nhất vô nhị em nhớ anh quá không là em nghe chủ động mở chặn lại rồi nói chuyện với anh cương xìu nói câu đầu tiên là anh ơi em nhớ anh lắm 10 ngày qua anh có nhớ em không thì anh cương xìu này anh mới lấy cái điện thoại ra ảnh chụp cái cảnh á là mấy chục lon bia cộng với là mấy chai chuối hộp không là toàn là vỏ chai mà à ảnh chụp ảnh gửi qua cho em nghe ảnh nói là anh nhớ em lắm nếu như mà em không liên lạc lại cho anh như thế này là anh uống cái đà này là thế nào anh cũng bị sơ gan cổ trướng phải không thì anh cương anh mới nói lúc đó tự nhiên tôi thấy em mừng quá tự nhiên 10 ngày sau em liên lạc tôi em không có bỏ tôi thiệt sự là em nói em chia tay giận lẫy thôi chứ không phải là chia tay thiệt không thì anh mới nói là thôi kệ đi tôi bỏ lại hết tất cả những cái chuyện hai đứa là ân quán với nhau không Là bây giờ vui vẻ nhắn tin chúng ta hãy làm lại từ đầu Bây giờ là anh Cương Siêu anh đang hạnh phúc trào dân quý vị Thì chưa được bao lâu mẹ của anh Cương Siêu đã đi qua bên Mỹ đoàn tụ với cái ông chồng Mỹ rồi Thì bây giờ anh Cương Siêu một mình ở dưới Vĩnh Long đang rất là cô đơn Ngày nào cũng nhắn tin gọi điện với lại em Nga Thì bữa đó tự nhiên em Nga nhắn tin cho anh Cương em Nga mới nói như vậy Em thương anh Cương lắm nhưng mà dù á, sau này mà chuyện gì nó có xảy ra đi chăng nữa Anh hãy nhớ là em thương anh Cương lắm nha anh Cương phải không Thì à, tự nhiên em em nói vậy làm tôi nghe tôi lạnh sống lưng quá Tự nhiên em nói câu gì mà nghe giống như trăng trối không Trăng trối một cuộc tình là trăng trối của một cuộc tình Còn hai tháng nữa là tới sinh nhật của anh Cương Xìu Thì anh Cương Xìu nói lúc đó là còn hai tháng nữa là tới sinh nhật của tôi Thì em nghe này nè em mới nói với tôi như vậy anh ơi anh nhớ không còn hai tháng nữa là sinh nhật của anh rồi mà cũng là hai tháng nữa là em xong tốt nghiệp ở trên đây thì có gì á, em sẽ về lại vĩnh long với anh đúng không em như lời đã hứa em sẽ về với anh thì lúc này anh cương xìu anh nghe ảnh mừng lắm cái gì ảnh đếm từng ngày từng ngày tại còn hai tháng nữa là đâu đó có 8 tuần lễ thôi cũng nhanh lắm thì ảnh chờ chờ quý gì ảnh mòn mỏi chờ trong thì tới đâu đó cách đó khoảng tầm là coi như trôi qua một tháng rồi là còn đâu đó còn khoảng 4 tuần nữa là qua tháng thứ hai đó là em tốt nghiệp xong thì bữa hôm đó tự nhiên cái anh cương xìu ảnh bệnh ngày hôm đó anh đang bệnh mà lúc đó ảnh gọi điện nhắn tin thì ảnh vẫn gán gượng nhắn tin gọi điện với em nga không có nói cho em nga biết mình bệnh mất công em nga em lo không em còn có một tháng nữa là em xong tốt nghiệp rồi thì ai ngờ đâu lúc đó đang nhắn tin thì em nga mới nói một câu như vậy tháng sau á, em tốt nghiệp xong em đi lấy chồng nha anh gia đình em đã định sẵn ngày cưới gả em luôn rồi là rằm tháng 7 em sẽ mời anh đi đám cưới anh nhớ đến dự đám cưới của em và chồng của em nha anh rằm tháng 7 nha anh thì lúc này anh cương xiều đang bệnh nhưng mà cũng phải gắng cố gắng làm mở miệng lên để mà cãi họng ra để mà nói với em không tức tức quá mà anh cương xiều mới nói lúc đó tức lắm mới nói với em nè tại sao em lại làm vậy với tôi Má của tôi vừa đi Mỹ thì bây giờ em đi lấy chồng Rồi tôi bơ dơ ở lại giữa cánh đồng Tôi ở với ai thấy không Thì em nghe mới nói Ủa anh nói gì vậy hai đứa mình chia tay lâu rồi mà à, Hai mình chia tay lâu mà anh nói gì vậy anh Bây giờ là tụi mình chỉ là bạn bè thôi Em với anh chỉ là bạn bè tâm giao tri kỷ Chỉ là trên tình bạn Mà dưới á, là tình riêng thấy không Thì anh Cương mới nói Ủa em bị gì vậy em sao em nói với anh gì kỳ vậy thời gian qua anh với em à, em mua mỹ phẩm em mua quần mua áo anh chuyển tiền cho em nếu mà chúng ta chỉ là trên tình bạn mà dưới là tình riêng sao anh phải đưa tiền cho em xài tiền chung không thì em nghe này mới nói à thì anh giờ anh coi như anh xóa đói giảm nghèo anh giúp giùm cho em dù sao tụi mình á ăn ở nhau như vợ chồng ở dưới Bình Dương thủ dầu một này cũng gần 3 năm trời qua không thì bây giờ coi như cái đó là coi như là anh đền bù cho em đi còn mà bây giờ mình chia tay là từ lúc mà anh chạy chiếc Rim lùng về lại Vĩnh Long là lúc đó mình đã chia tay rồi. Trong lòng em xác định là lúc đó anh bỏ em đi là chia tay rồi đó. Cho nên là sau đó là dùng dằn vúng vắng thì cái này nó cũng chỉ còn là trên tình bạn mà dưới là tình riêng thôi anh ơi. Thì anh cương ảnh mới ấm ức quá quý vị, anh cương bây giờ ảnh bỏ cái chữ xìu, ảnh ấm ấm ức quá anh mới nói, ủa em, vậy rồi bây giờ nếu vậy đi, em phản bội tôi em em như vậy đi thì tại sao em lại phải nói cho tôi nghe cái chuyện em sắp lấy chồng chi em cứ im im rồi em đi luôn đi thấy không em đừng nói gì với tôi hết cái sĩ diện của một người đàn ông em làm cho tôi bị sỉ nhục phải không thì cái em nga mới nói à em thương anh em thương anh cho nên là vì em thương anh em mới nói với anh thấy không bây giờ là thay vì em không mời người yêu cũ đi đám cưới nhưng mà tại vì em thích không đơn giản là tại vì em thích cái sở thích của em là em thích mời người yêu cũ đi đám cưới tại vì là em thích khoe em không em thích khoe em thích khoe cho ông chồng của em ổng biết được là hồi còn con gái em chưa lấy anh ấy, là em có nhiều bồ đu đeo đặc biệt là có anh cương xìu yêu em si mê hay không em thích vậy đó cho nên em thích mời người yêu cũ lại đặng đám cưới Nặng có gì á em khoe với chồng em em khoe với lại bà con à, cô bác anh chị bữa đó đi tới điệt tiệc cưới người qua kẻ lại thì đông nhìn anh cương xìu đi ảnh là bồ cũ của tôi yêu ba năm chín tháng mà ngày hôm nay ấy, tôi chia tay ảnh tôi mời anh đi đám cưới mặt ảnh dày ảnh dẫn đến đây phải không thì bây giờ là coi như cái bộ mặt tráo trở của em nga trong phái nga mi này em đã lòi rồi quý vị thì anh cương xịu mới nói ủa vậy rồi em coi tôi là gì trong lòng của em thì anh em nga mới nói thì em coi anh cũng giống như là anh người yêu cũ của em và cũng giống như là hai cái anh bạn trên mạng xã hội của em mà thôi bây giờ thì từ tình yêu nó đã quá thành tình hận rồi bây giờ là hận lắm thì anh cương Siêu mới nói là sau đó đó là anh hận tình cho nên là ảnh coi như là không đi đám cưới cũng không gửi tiền mừng nói chung là ảnh thù em nga luôn thì lúc này ảnh mới mở lại cái trang mạng xã hội của anh ảnh xài lại ảnh xài lại lúc này ảnh mới vô ảnh mới khóa uh, gọi là khóa kết bạn uh, dạng như lóc bạn á lóc bạn với em nghe thì từ đó vì sao là anh cương xìu này ảnh quyết chí là ảnh phải thành công lên cho em sáng mắt ra không em chê tôi em chê tôi em đi lấy thằng chồng này để tôi coi em hạnh phúc bao lâu thì uh, bây giờ anh cương xìu ảnh mê ở dưới vĩnh long xong bây giờ anh thấy ở dưới vĩnh long làm lương ba cọc ba đồng mà bây giờ ở dưới đó cũng không cha không mẹ bây giờ má đi qua bên mỹ với cái ông chồng rồi với cái ông chồng Mỹ rồi cho nên thôi ảnh phải lo cái cuộc đời ảnh ảnh mới lại tiếp tục là trồi đầu từ Vĩnh Long trồi lên Sài Gòn cái gì cái quá trình quanh cương xiêu nha ảnh mới lại là tròi lên Sài Gòn ảnh đi làm lại thì khi mà lên trên đây nè thay vì là ảnh sẽ đi làm mấy cái nghề kia thì bây giờ ảnh sẽ lấy cái tiền mà còn 150 triệu trong cái sổ tiết kiệm của má anh đó thì ảnh mới lên Sài Gòn đi học một cái khóa là nhiếp ảnh dạy cách chụp hình đồ này kia kỹ thuật đồ này kia rồi bắt đầu là ảnh điện qua bên mỹ ảnh nói với má ảnh là ảnh đi học cái nghề đó rồi má đầu tư cho con mua máy móc đồ này kia đó máy móc đồ này kia để con uh, sắm sửa để con có uh, máy để con đi uh, máy cơ đồ con tập với người ta tập tành chụp với người ta thì sau đó là má của anh cương xìu á là gửi tiền về cho ảnh mua máy cơ và từ từ thì anh cương xìu lấn vào cái con đường làm nhiếp ảnh gia thì do là đi theo cái con đường cái nghề đó thì mình phải là đi đây đi đó để chụp hình đồ này kia lấy cảnh quý vị Xong rồi là hình mình chụp á, mình phải đăng lên trên cái trang mạng xã hội cá nhân của mình Để mình show lên trên đó để cho ví dụ như người qua kể lại bạn bè trên mạng xã hội mà thấy mình á Chụp đẹp đẹp biết đâu người ta thuê mình đi chụp cho người ta thấy không Thì, thì lúc đầu mình là nghiệp dư thì mình, mình chưa có gọi là có tên tuổi gì Thì mình đi chụp người ta mình sẽ lấy cái tiền công nó, nó ít thôi hiểu không Tiền tiền thù lao nó ít thôi Nhưng mà dù sao cũng kiếm được tiền bằng nhờ cái nghề nhiếp ảnh thì coi như là từ từ là anh cương xìu ảnh thành công nhờ cái nghề nhiếp ảnh da và từ từ là ảnh giàu lên quý vị ảnh phất lên thì lúc này anh cương xìu á nha trong con đường làm nhiếp ảnh da đó sau đó ảnh phất lên từ từ cộng với lại là mẹ của ảnh ở bên mỹ á gửi tiền về cho ảnh để đầu tư nữa cho con trai mình nó làm nữa tới công chuyện luôn thì bây giờ là anh cương xìu ảnh mới thuê đầu tiên nha chưa có vốn nhiều ảnh thuê một cái căn chung cư và ảnh mua cái thuê cái căn chung cư đó là căn chung cư mà kiểu dạng như studio thôi nó là căn căn chung cư kiểu dạng mô hình là dạng nhỏ một người ở thú gì studio thôi thì ảnh mới thuê và bắt đầu là ảnh đề co cái căn chung cư studio đó lại thành giống như là một cái studio thu nhỏ ai có nhu cầu chụp hình ai có nhu cầu mà chụp hình nói chung chụp hình thường ngày chụp hình vui vui kỷ niệm hay là chụp hình vào những cái dịp đặc biệt đó thì tới tại nhà ảnh luôn chụp tại ở cái studio nhà ảnh hoặc không á nếu mà muốn chụp ngoại cảnh á thì bút ảnh ảnh đi theo luôn thì sau khi mà anh cương Siêu bây giờ ảnh là ảnh làm cái này làm kia và ảnh bắt đầu ảnh giàu lên ảnh thành công lên á thì lúc này ảnh mới mua luôn một căn chung cư rộng lên hơn quý vị và ảnh để một cái phòng riêng thay vì căn chung cư hai phòng ngủ thì ảnh để một cái phòng ngủ master á, làm thành cái phòng studio và cái phòng ngủ nhỏ đó thì ảnh sẽ để là ảnh ngủ thì trong cái khoảng thời gian ảnh làm cái con cái nghề mà nhiếp ảnh này nè ảnh đã biết được là trong cái nghề này mình có thể là kết hợp để mình tạo thành một team luôn để mình kiếm tiền cho nên là ảnh mới quen kết giao với người này người kia thì trong những cái mối quan hệ kết giao ảnh mới quen được cái cô này cổ làm cái nghề là mắt cấp cổ làm cái nghề là mắt cấp trang điểm cho cô dâu trang điểm tiệc đi tiệc đi trang điểm tiệc cưới đang trang điểm đi dự tiệc đi uh, hội nghị đi đồ này kia đó thì cái cô này cổ làm cái nghề make cấp mà cổ make cấp rất là đẹp nhưng mà chẳng qua là cổ chưa có nổi tiếng dữ thôi thì cái anh cương xèo này ảnh mới thấy là em này vừa đẹp mà make cấp vừa đẹp nữa tức là em này em đẹp gái sẵn nữa mà em biết cách make cấp nữa rồi cộng thêm là em có cái nghề make cấp cho người ta nữa thì bây giờ em cũng đang làm theo kiểu như y chang anh cương xìu luôn tức là em này em cũng làm theo kiểu như là làm cái mặt nào xong anh em đăng lên trên mạng xã hội xong mà ai mà thấy thích thích thì bút em 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 làm em tính tiền công cho mỗi cái mặt dạng vậy thì em này cũng thuộc 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 dạng như là dạng nghiệp dư vậy thôi làm vậy thôi thì anh anh cương xìu anh mới inbox với em này hai bên mới nhắn tin anh cương xìu chủ động liên lạc nhắn tin với em này mới hỏi là em có muốn kết hợp làm chung với anh không anh á là nhiếp ảnh gia nghiệp dư gặp em á là mách cấp nghiệp dư hai đứa mình đến với nhau thì mai mốt thí dụ cái nguồn khách mà nó tới đây á là em mách cấp rồi đưa qua anh anh chụp hình thì, thì mình sẽ ăn được hai đầu luôn á không mà nó tiện một chỗ nữa khách người ta chỉ cần đến một chỗ một nơi thì coi như là cái con đường từ từ là anh cương xìu với cái em mắt cấp này nè là hai người là em mắt cấp này tên thanh nha là anh cương với em thanh này là hai người là kết nhau là bây giờ thành ra một cái tim thành một cái tim quật luôn là vừa là mắt cấp vừa là chụp hình rồi mỗi lần mà đi á giống như là người tiệc cưới đi vợ chồng người ta làm đám cưới đi thì người ta muốn chụp hình ngoại cảnh ở đà lạt lâm đồng bảo lộc đi thì sẽ bút cái cặp đôi này cút bút anh cương xìu và em thanh này hai người đi theo với vợ chồng cô dâu luôn đi theo đi ra ngoài đà lạt luôn thì ra ngoài đó là cô cô dâu chú rể người ta sẽ bao phòng trọ, bao nhà nghỉ khách sạn cho mình ở luôn. Mình đi theo à, đó thì bây giờ á là trong những cái lúc mà đi 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 như vậy thì anh Cương xìu với em Thanh này mới nảy sinh ra cái tình cảm tình yêu quý vị. Thì từ đó bây giờ là anh Cương Siêu mới yêu em Thanh và hai người kết với nhau làm vợ chồng. Và khi mà làm vợ chồng rồi thì bây giờ là đồng lòng tác biển tác biển Đông cũng cạn thì uh, càng ngày á uh, thì may mắn là do hai người là kết tinh từ tình yêu cho nên làm việc á uh, bây giờ nó thành đam mê thì càng ngày công việc á uh, nó càng phất lên người này giới thiệu người kia người kia giới thiệu người nọ thì càng ngày uh, vợ chồng ảnh uh, càng nhận được nhiều nhiều tiền nhiều khách nữa bây giờ nói chung á uh, là anh cương xìu ảnh cũng nổi nổi tiếng trong cái mảng chụp hình mà bây giờ vợ chồng ảnh cũng nổi nổi ở trong cái giới mà nhiếp ảnh gia là cặp vợ chồng ảnh là giống như là trai tài gái sắc á cả hai vợ chồng đồng sức đồng lòng á thì trong đó ai cũng uh, trong cái giới đó ai cũng khen là cặp vợ chồng này công nhận là đồng lòng mà cặp vợ chồng này đều đẹp mà đều thành công đều giỏi không đồng sức đồng lòng với nhau thì uh, bây giờ là anh cương với em thanh bây giờ là hình hẹo đặt đăng lên mạng xã hội nhiều lắm thì sau đó là anh cương xìu với lại em thanh mách uh, nè là hai người có với nhau được một đứa con thì uh, một đứa, đứa đứa con trai quý vị thì anh anh cương này anh nói lúc này là anh quên hẳn cái em nga luôn rồi tại vì ảnh thù lắm Bây giờ nói tới Nga là ảnh hận lắm, cho nên là ảnh quên hẳn luôn rồi. Bây giờ ảnh chỉ thương một mình vợ ảnh thôi tại vì em Thanh xuất hiện á là giúp cho cuộc đời của ảnh đi lên cho nên ảnh cảm thấy cảm kích cái người vợ này, ảnh thương, ảnh trân trọng lắm quý vị. Thì tự nhiên bây giờ vợ chồng có nhau thằng trai rồi. Thì cái lúc này tự nhiên em Nga đó do là thấy hai vợ chồng với đứa con á chụp hình mà do là anh cương là ảnh là nhiếp ảnh gia mà thì trong giới chụp hình chụp hình qua chụp hình lại với nhau thì anh cương với lại em thanh với lại vợ chồng anh cương này với lại đứa con ba gia đình ba người đi chụp hình mà kiểu như chụp hình gia đình á thì anh cương ảnh mới đăng lên trang cá nhân của ảnh thì tự nhiên cái ngày hôm đó có một cái nick lạ nhắn tin cho ảnh rồi vô like vô like tất cả những cái bài viết của ảnh ở trên đó luôn thì anh cương anh thấy ngạc nhiên mà đứa nào mà nó bảo like dữ vậy đứa nào mà đứa nào mà nó vô nó like like like, like cuồng nhiệt vậy không thì ảnh thấy cũng hơi tò mò rồi xong rồi tới cái bữa mà ảnh đăng cái tấm hình gia đình lên á gia đình ba người hạnh phúc với nhau á thì tự nhiên cái nick đó nhắn tin cho ảnh cái nick đó mới nhắn tin riêng cho ảnh nói dạo này anh khỏe không là tự nhiên nghe là cái mùi là có điềm ấy không thì anh cương anh mới hỏi em là ai tại vì thấy cái nick này nó ghi abcd ít gì á thì cái nick này nó không có tên cho nên không biết là cái cái này là gái hay trai rồi tên gì thì tự nhiên hỏi mình câu dạo này anh khỏe không thì anh cương anh mới nói mà em là ai thì lúc này á là em nga mới nói em là nga này anh nga thủ dầu một nè anh ơi anh anh có nhớ em không chứ em nhớ anh lắm thời gian qua xa anh nhưng mà ngày nào đêm nào ngủ em cũng nhớ anh đồng sàng dị mộng không em nga mới nói vậy thì lúc này á là coi như anh cương anh ứa nữa tại vì nếu như vậy là cái tánh của con nhỏ này tánh xấu thì anh cương anh cương xèo lúc này là anh cương rồi nha trải qua cú sốc cuộc đời bây giờ anh cương rồi anh không có xèo nữa anh cương anh mới nói lúc đó là tôi tức là, là tại vì sao thật ra lúc này tôi cũng không tức gì mà tại vì tôi chỉ thấy là tôi tức bản thân tôi tôi ngu quá hồi xưa tại sao mà tôi đi quen con, con con cái em nga này cái con nga này chứ thiệt sự là cái tánh của nhỏ này nếu vậy là xấu tại vì bây giờ đã lấy chồng rồi bao nhiêu năm rồi bây giờ tôi đã có vợ có con rồi hạnh phúc rồi mà vẫn nhắn tin cho tôi rồi nói thương yêu mà trong khi thời gian qua đó hồi thời gian trước 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 đó đó tại sao không tìm tới tôi mà đợi tới khi mà xong xuôi hết bây giờ tôi có hạnh phúc gia đình rồi này kia tôi có tiền có của rồi bây giờ nhắn tin lại tìm tôi có nghĩa là em nga là cái người con nga này là cái tánh xấu này, lúc này anh cương anh cương ảnh mới làm một cái tấm hình này và anh gửi qua cái nick đất của em nga ảnh mới để một cái tấm hình ảnh ghép vô làm hai tấm cái gì một tấm hình lớn nhưng mà nó ghép bằng hai tấm hình nhỏ hai tấm hình nhỏ thì một tấm bên trái là hình của em nga thủ dầu một còn một cái tấm bên phải là của em thanh mắt cấp không thì coi như là anh cương xèo này ảnh mới bắt đầu là ảnh để một cái tấm hình lớn và có ghép hai tấm hình nhỏ là của em thanh và em nga xong rồi là ảnh mới gửi cái tấm hình đó qua qua cái nick đó của em Nga Và anh mới nói nè Em biết hàm ý của tấm hình này là gì không Ngày nào á anh thỉnh thoảng cũng coi cái tấm hình này Thì lúc này em Nga mới nói Vậy là anh nhớ em phải không Anh nhớ em anh lấy chị Thanh là tại vì Anh nghĩ là chị Thanh có cái hình bóng của em Trong đó anh lấy chị Thanh là gì anh còn thương nhớ em đúng không Anh thù tình anh mới đi đánh lấy chị Thanh đúng không Thì lúc này anh Cương anh mới gửi một cái icon ha 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 Và anh nói nè em ơi em bị quan tưởng rồi em hãy đi bác sĩ tâm lý đi thật ra đó là mỗi ngày á tôi nhìn cái tấm hình của em xong rồi tôi nhìn qua cái tấm hình vợ tôi cái tôi nói với trong lòng của tôi một câu con cảm ơn vũ trụ con cảm ơn ông bà gia tiên đã phù hộ cho con độ trì để con không có dính phải nga mi không chứ nếu mà thời điểm đó mà con dính nga mi là tới giờ là cái quần xà lõn á cái lưng thun quần nhiều khi nó nó cũng đứt luôn chứ nó cũng không có mặc được nữa Tại vì là khổ gì em nghe không Bởi cho nên là anh Cương Xỉu mới nói Ngày nào cũng vậy tôi nhìn tấm hình của em Rồi tôi nhìn qua tấm hình vợ tôi Cái tự nhiên tôi thấy trời ơi tôi thương vợ tôi Bao la biển trời Tự nhiên có tôi thấy rồi ơi tôi thương ông bà gia tiên của quyền thất tổ đã phù hộ che chở cho con cái không Cũng may là tôi gỡ ra được em Giống như là gỡ gỡ dầm trong tim không Gỡ được cái dầm của em tôi mừng lắm Chứ không cuộc đời tôi bây giờ mà dính vô em là Như, như là dính, dính xương cá không thì sau đó là anh Cương Xìu Anh mới nói là sau cái lần mà tôi nói thẳng Vô trong mặt của em qua cái nít của em xong á Là từ đó về sau là Coi như tôi với em là không còn dính dáng gì nữa Em không có dám liên lạc lại cho tôi Chắc là cũng vì quê quá thì bẵng một thời gian là thấm thoát coi như là mấy năm sau á, là anh cương Xìu và vợ ảnh đặt con ảnh cũng đi qua bên mỹ được mẹ của ảnh và ba dượng bảo lãnh qua bên đó thì khi mà qua tới bên đó rồi thì anh cương Xìu ảnh nói là may mắn tôi có cái nghề nhiếp ảnh và vợ tôi có cái nghề mách cấp nên là tận dụng được cái nghề đó là nghề làm việc linh động Có thể là kiếm ra đồng vô đồng ra đó Cho nên là qua bên Mỹ thì vợ chồng cũng có công việc mà làm Thì anh Cương Xìu anh mới nói là Bây giờ tôi có một cuộc sống rất bình yên Nhưng mà nhìn lại ngoái đầu lại Tôi nhớ cuộc tình đầu tiên đó là em Nga đó Tôi lạnh sống gái không? Tôi muốn bị cảm lạnh luôn Thì thú vị là câu chuyện đến đây thì nó hết rồi Nhưng mà nêu mời tâm sự quý vị một chút Bây giờ lót dép hóng chuyện kể chuyện cho quý vị nghe Bây giờ theo thiết nghĩ là nêu mời cũng tâm sự nhỏ một chút xíu với lại là anh cương xìu nhưng mà không xìu nữa không? Anh cương xìu nhưng không xìu nữa. Bây giờ qua Mỹ là hết xìu rồi. Thì thiết nghĩ là cái này nó sai nó sai ngay từ đầu, cái mối tình giữa anh cương xìu và em Nga nó sai ngay từ đầu. Bây giờ có gì thấy không? Nó trên lệch lệch nhau về mặt uh, trình độ mà nó thẳng là vậy. Thí dụ như gì? Xuất phát điểm là anh cương xìu học hết lớp 12 là nghỉ luôn và lên Sài Gòn đi làm công nhân đúng không? trong khi em nghe là ít nhiều gì cũng học đại học mặc dù là chỉ là đại học ở dưới thủ dầu một chứ không phải đại học ở trên sài gòn nhưng mà nó cũng là hệ đại học nó phải trên với lại hệ cấp 3 chứ đúng không rồi cộng thêm cái nữa là vô tình yêu rồi cái anh cương xiều này ảnh xiều quá đi mà ảnh bi lị quá đàn ông mà sao ảnh uh, gọi là ảnh nhão nhà nhão nhẹt không đàn ông mà hở ra chảy nước mắt lòng rồng cũng may là ảnh vừa khóc mà không chảy nước miếng ảnh chảy nước mắt thôi chứ mà ảnh chảy nước miếng đâu mời cũng sợ ảnh luôn á đàn ông mà người ta nói là nước mắt phải nuốt vào trong đàn ông dù bây giờ có đau khổ gấp mấy nước mắt cũng chỉ là rưng rưng chứ đâu có mà nhỏ mà giọt tỏn 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 bả này như ảnh là ảnh chảy nước giọt giọt nước mắt nước mắt của anh cương xìu là chảy lòng rồng lòng, lòng, lòng luôn chứ không phải giọt giọt nữa thì như vậy là nó quá là quỷ mị quý vị mà quỷ mị như vậy thì thật sự là trong tình yêu ai yêu nhiều là đứa đó thiệt đó, bởi vì nên là anh yêu nhiều thì anh thiệt thôi thì cái câu chuyện đây nêu mười nói gì anh cương xiều này thiết nghĩ là thật sự là cũng may là cái cú sốc đó em nga dứt áo ra đi chứ không mà em nga lúc đó mà dúng dắn dùng dằn á là anh cương xiều lúc đó có thể bị thần kinh luôn tại vì bị em nga hành đúng không thì thật ra đàn ông á, bây giờ cũng có thỉnh thoảng vẫn có những người đàn ông tình yêu vô rồi rất là bi lị gì thì thiết nghĩ là nếu như mình cảm thấy mình là người đàn ông mà yêu vào rồi mình bi lị quá đó thì mình nên đọc nhiều sách vô thí dụ như mình đọc sách uh, Tam Quốc diễn nghĩa sách thủy hử hay là coi coi uh, những cái chuyện uh, phim gì mà kiểu như là đàn ông đích thực đồ này kia thấy không rồi uh, mình mình coi nhiều vô đăng chi mình hiểu ra được là chí hướng của đàn ông á, là ở đâu mình phải đặt lên hàng đầu chứ mà tôi bi lị tình yêu là nó không thể nào được bây giờ cái thứ nhất của người đàn ông là gì cái đích của cuộc đời của mình á, của, của cái đích của cuộc đời của một con người nói chung á, là hạnh phúc mà tình yêu á, thì nó chỉ là phương tiện cho cái hạnh phúc đạt được thôi nhưng mà tình yêu không có mình vẫn có nhiều cách để mà mình có thể chạm tới cái hạnh phúc mà đúng không mình không có tình yêu trai gái mình vẫn có tình yêu cha mẹ tình yêu anh em tình yêu cô gì chú bác tình yêu bạn bè đó mà vô vàng những cái tình yêu khác hoặc là ngay cả những cái tình yêu nhỏ nhặt nhất là thí dụ như tôi yêu cuộc đời tôi yêu bầu trời thí dụ vậy nó vô vàng những cái tình yêu không nhất định phải là tình yêu trai gái nam nữ không cho nên là chỉ cần mà mình thiếu một cái tình yêu trai gái nhưng mà mình có những cái tình yêu khác mình đắp bù trừ vô thì nó vẫn có thể giúp mình đạt tới cái ngưỡng hạnh phúc riêng của bản thân mình cho nên người ta mới nói một câu á là hạnh phúc của mỗi người á là nó có một cái đích đến à, hạnh phúc nó đều nó mỗi người nó đều có một cái đích đến mà mỗi người đặt cái đích đến nó nó ở đâu nó như thế nào cho nên là ai cũng có quyền tìm tới cái hạnh phúc cho riêng mình nhưng không nhất định là phải là lấy bản thân mình áp đặt vô rằng là tôi phải yêu rồi tôi thấy thằng a thằng b thằng c nó yêu nhau đậm sâu lắm tôi phải yêu nặng để mà tôi đu đeo giống nói không phải là hạnh phúc là phải yêu như vậy đó mới hạnh phúc không nha chưa chắc đâu nha nhiều khi có những ngày mình tự nhiên vui một vui một cách là dự, không có chuyện gì mình cũng vui đúng không thí dụ như chẳng hạn như ngày hôm đó chồng mình không có nói lời yêu thương gì mà tự nhiên ngày hôm đó mình vẫn vui chẳng hạn như ngày hôm đó mình vui chỉ vì là hôm nay mình thấy được là cái món đồ mình thích ở trên mạng mà tự nhiên hôm nay nó sale phải không cái món đồ thí như hơi thí dụ như mình thấy trời cái món đồ này tôi thích từ hồi nào giờ tôi thích hai ba tháng nay mà tự nhiên hôm nay nó nó trúng ngay cái món đó nó được sale phải không mà cái món đó nó rất là hy hữu được sale mà hôm nay nó sale thì tự nhiên hôm nay mình cũng cảm thấy là mọi thứ xung quanh mình nó đều màu hồng và chỉ vì một cái điều nhỏ nhặt đó mà hôm nay mình cũng rất vui bởi nên là cuộc đời này nó có nhiều thứ để vui nó không nhất định là phải là anh nói anh yêu em hay là em nói em yêu anh thì nó mới vui được quý vị không thì quý vị là cái câu chuyện hôm nay thì nó mời kể đến đây thôi Đó là câu chuyện mối tình gọi là mối tình dạng dặm của anh Cương Siều Cũng may là bây giờ anh Cương Siều đã kết kết vợ chồng với lại chị Thanh mất cấp Chứ không mà lấy cái em Nga bên phái Nga My này lại giờ là anh Cương Siều thành là phái cung lưng luôn rồi Tại vì là phải đi lên núi luôn rồi quý vị ơi thì thưa quý vị là đến đây thì video hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp.